Chào anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Thì anh em xem có yêu mến kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha. Thì tiếp tục thì hôm nay em đã trả 5 con mái 2 phép nha anh em. Đây. Con này là 2 phép. 2 phép. Thì cũng có nhiều anh em đặt mái nhưng mà có người thì em nhận có người không ha. Thì lý do là những anh em đặt sao á, em hết linh kiện làm nên em ngưng nhận. Rồi khoảng 1-2 ngày gì nữa đó anh em có đặt thì em sẽ nhận lại nha, tại linh kiện nó về nữa, tại dịch này nó về không có được ổn định. Anh em mình lấy thì lấy số lượng nhiều nhưng mà bên chỗ gửi người ta không có linh kiện, người ta gửi mỗi lần gửi người ta gửi ít ít nè, rồi xong về có nữa người ta mới gửi nữa ha, nên cái phần linh kiện nó hơi thiếu thốn nên là em gửi em làm máy không có đủ đáp ứng cho anh em ha. Thì anh em nào có theo dõi kênh á, thì qua cái kênh điện tử Thành Danh nha, có đặt máy á, qua kênh đó em sẽ đọc tên những anh em nào mà có máy, em đọc tên em trả bên đó hết nha. Còn bên đây thì em quay để thông báo cho anh em là có máy rồi nha, nên anh em có quan tâm thì qua cái kênh điện tử Thành Danh nha, anh em bấm điện tử Thành Danh là nó lên nha. Còn kênh này là shop Thành Danh nha. Thì máy thì bên em thì có bảo hành ghi cùng ngày hết cho anh em hết nè. Ra một lô thì ghi một ngày một, xong rồi đóng gói ngày gửi ha, đi chung mà chung ngày hết. Thì cái ngày gửi đến ngày nhận đó là em trừ hao 5 ngày trong ghi trong tem bảo hành ha. Và dòng máy này anh em xài đó, là không được kẹp ngược giùm em ha, nhớ video nào em cũng có nói nha, anh em chập giật đầu ra được. Anh em kéo lửa được, thử lửa được, nhưng mà kẹp bình là không được kẹp ngược ha. Đỏ là cộng, em có thắt nút nè, đỏ là cộng. Những máy nào mà em quên thắt nút á thì anh em cũng nhớ là đỏ là cộng giùm em ha, về mình tự thắt nút. Nhiều khi em làm số lượng á, làm xong rồi cái em gấp gói hàng gửi khách á, test xong gửi luôn rồi quên cái thắt nút này ha, nên anh em thông cảm nha. Thì kẹp bình thì em làm kẹp tốt nhất rồi ha. Kẹp này là bao cứng bao phê luôn, xài không bao giờ mà bị quắt cái đầu bậy ha. Những dòng kẹp màu này kia thì nó dở hơn nha, này là kẹp chì kẹp tốt rồi ha. Cờ bóp nè, cờ bóp thì em làm dây dài 1m6 này nè. Kẹp bình thì 6 tấc, về anh em vô tư thoải mái luôn. Nên là chưa thấy thì xem lại nè. Máy thì nhỏ gọn nha anh em, trong lòng bằng tay thôi. Máy thì biến áp sắt chạy phép nha, phép này phép lớn nha anh em. Có quạt tản nhiệt, anh em đi thời gian lâu thì nó không bị nóng máy. Cái dòng này đi không nóng nha, nói là dạng như e chung à, nên là nó chỉ ấm ấm biến áp thôi, quạt cũng thổi ra để nó mát biến áp nha. Chứ còn cái máy thì không nóng. Anh em đi hết bình này sang bình kia, hết bình kia sang bình nọ, đi hoài vẫn bình thường ha, không ảnh hưởng gì hết. Anh em đi liên tục không sao hết ha. Thì cái máy này hiện tại thì em bán giá là 700, em bao ship nha nè, đến tay anh em kiểm tra đúng hàng thì anh em nhận. Đây, kiểm tra đúng hai con phép máy hai bên có cọc lo nhỏ gọn như nè thì anh em nhận. Thì cái kích thước con máy này là để em lấy thước em đo, em quên cái thước bỏ đâu à. Ngang nó là không được, không tới 7 phân nha, cho bề ngang nó là 7 phân, bề dài nó 1 tấc 2 nha, tính từ điểm này tới điểm này tấc 2 nha. Bề ngang này là 7 phân. Thì anh em biết kích cỡ thì anh em biết cái sự nó nhỏ gọn sao ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em hoặc là kết bạn Zalo, số điện thoại em là 085 883 7677 nha.